Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh. Rất cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm cũng như là xem video clip này. Anh em có thể tham khảo tất cả những cái sản phẩm của LB Audio trên trang web đamắtxuongtay.com, có đầy đủ thông tin cũng như là giá bán trên sản phẩm đó. Hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả anh em một chiếc máy có model đó là TC5000, đến từ thương hiệu của Sony. Một trong những cái chiếc máy bản thân em rất là thích bởi vì cái tính tiện dụng, chất âm cũng như thiết kế. Đây là dòng máy được sản xuất dành cho phóng viên hồi xưa vào năm 1975 với cái giá xuất xưởng là 39.800 yên, tức là khoảng tầm 8 triệu Việt Nam của mình. Sony đã đem đến người dùng một trong những cái chiếc máy nhỏ, gọn nhưng mà sử dụng đến 3 đầu từ. Ở trên đây chúng ta thấy có một cái chữ là G-Head nè, cassette, recorder. Tức là em này sử dụng 3 đầu từ, và đầu từ này là đầu từ Travel Cafe. Đây là dòng máy tự hành, em nó trang bị một cái lo bầu dục thường thấy ở những cái dòng máy châu Âu. Thiết kế bên hông thì được trang bị cái phần nhôm rất là dày, anh em thấy. Đấy. Sử dụng điện 100V và chúng ta có thể sử dụng thêm cái cổng DC 6V nằm ngay chỗ này. Ở đằng sau thì trang bị hộp pin. Về mặt phía trước thì chúng ta sẽ có hai cái phím xoay chính, đó là cái vòng xoay chỉnh tông và vòng xoay chỉnh volume, và chúng ta có cái đèn vô để phục vụ chuẩn cho cái việc mà thu băng. Toàn bộ tất cả cái phím bấm của nó sẽ tập trung ở phía trước cũng như là cổng kết nối luôn. Em này thì có thể sử dụng được hai chế độ băng, đó là normal CRO2. Về phần thu băng thì chúng ta có thể để hai chế độ, một là auto, hai là manual, để chúng ta có thể tự chỉnh. Rồi có hai cái cổng chính, đó là cái cổng monitor, là cái cổng layout để chúng ta có thể nghe tai phone cũng như là xuất âm thanh ra những cái dàn âm thanh lớn hơn. Line-in, cái line-in này là phục vụ cho cái việc mà thu băng nha, nó không có phải là lấy âm thanh, lấy cái nguồn phát vào để chúng ta phát ra âm thanh, không có. Đây là cái cổng mic và chúng ta có một cái cổng là cổng remote. Rồi bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em này cho anh em nghe. Đó, chúng ta bỏ băng vào. Một người đã ra đi, tình đau hay tình sao, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu. Biết trong vắng, biết thức trắng, và biết nếm trái đắng. Mà đời chiêm bao khi yêu nhau, biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim như nhỏ màu. Đường tình nào biết đến phút cuối, mẹ bằng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Làm sao anh hôn dòng tóc rồi? Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Làm sao? Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú lắng nghe và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Nếu anh em thích những cái dòng máy nào hoặc là muốn em làm video clip gì
về những cái model nào thì hãy cứ bình luận bên dưới, em sẽ trả lời cũng như là cố gắng đem đến cái sản phẩm đó cho anh em. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.